Hôm nay tôi giới thiệu về cái phương pháp tháo cái hệ thống quyền lực. Như trước đây đã nói, cái hệ thống quyền lực là nó bao gồm cái thứ nhất đấy là cái thân máy, cái thứ hai là cái mặt quý lát, thứ ba là cái xi lanh. Ba cái đấy là nó thuộc về cái hệ thống quyền lực, nhưng mà nó là những cái chi tiết đứng yên, không chuyển động. Còn lại các cái bộ phận khác, ví dụ như là piston, xi măng, thành quyền, quỷ út, bánh đà và các cái chi tiết phụ thuộc, thì đấy là cái hệ thống chuyển động. Đấy. Thế muốn tháo được cái hệ thống này ấy, thì trước hết là ta tháo cái bụng máy ra, thì tôi đã tháo ra rồi. Thì ta nhìn cái bụng máy ta thấy này, đây là cái bộ phận lọc dầu bôi trơn. Những cái này là lọc thô. Đây, cái bộ phận lọc này sẽ đưa đến đây và đưa lên cái bơm dầu bôi trơn. Từ cái bơm ấy là anh mới đi qua cái bộ lọc tinh. Từ cái bộ lọc tinh đấy là anh mới đi khắp cơ thể của cái động cơ để bôi trơn các chỗ cần thiết. Như cái này là cái van này người ta gọi là cái van an toàn, cái van này hay là người ta gọi là cái van điều áp cũng được, tức là nếu mà cái bơm áp suất cao hắn bị tắc trên đường đi ấy, thì cái van này sẽ mở, sẽ đưa dầu trở lại các te. Thế khi nào mà nói đến hệ thống bôi trơn thì tôi sẽ giới thiệu cụ thể hơn. Đấy, các bạn thấy rồi. Bây giờ tháo ấy, trước khi tháo cái hệ thống này ấy, thì ta lần lượt tháo về nguyên tắc ấy, là tháo cái nào ta tháo dứt điểm cái đấy luôn. Ví dụ như tháo máy một là ta phải lấy cái piston của máy một ra và ráp lại cẩn thận như cũ. Thứ hai nữa là phải đánh dấu, thì như tôi đã đánh dấu rồi đấy, đánh dấu cái chiều và cái số thứ tự của máy trong cái video trước tôi đã đánh dấu. Bây giờ tháo thì trước khi tháo ta tháo lần lượt từng máy một, lấy ví dụ như là ta tháo máy một, máy bốn, đây là ta tháo ốc tay bin ra. Cái ốc này người ta gọi là ốc tay bin, cái ốc này rất quan trọng. Cái ốc này mà bị đứt là thông thường là phá cái bụng máy. Ngoài. Đấy, khi tháo ra này, ta kiểm tra sơ bộ xem là có vấn đề gì ở cái bộ phận tay bin hay không. Đấy. Hoặc là ta xem lần trước người ta lắp ráp có sai hay không. Xong ta lại ráp vào như cũ. Các bạn nhớ chú ý là ráp đúng chiều, lắp tháo ra như thế nào là phải ráp đúng như thế, là ráp đúng chiều, thông thường đúng chiều của hãng. Các bạn nhìn
có hai cái mô định vị đây, thì thông thường là người ta ráp ấy, khi ráp là nó về một phía chứ đừng có ráp cái này ở phía bên này. Thứ hai nữa ấy, là ta nhìn ở đây nếu có dấu là người ta đã đánh dấu rồi, mà trường hợp nếu mà bạn nào mà không quên ấy, thì nên đánh dấu vào đây, đánh dấu vào đây. Còn những trường hợp như tôi làm là tôi không cần phải đánh dấu. Đấy. Thì đây là máy một. Tiếp tục ta tháo máy 4. Tất cả khi thao ra là phải ráp lại như cũ để sau này kiểm tra cho nó dễ. Khi lắp ráp là người ta phải kiểm tra kỹ lưỡng, ráp đúng kiểu. Máy 4 ta để đúng cái vị trí của máy 4. Chúng ta tiếp tục tháo máy 2 và máy 3. Thank you.
đây là tôi đã nới hết ốc ra rồi, cho nên là nhẹ. Chú ý khi đóng ra là tập phải lấy cái gõ. Ta sơ bộ không có vấn đề gì đâu. Đây là máy ba. Xong. Tiếp tục công việc tiếp theo đấy là ta tháo bánh đà. Nếu ta không tháo bánh đà là sau này rất khó tháo. Bánh đà thì ta cài lại tục quỷ. Ốc bánh đà thông thường là rất chắc, nên khi tháo là chắc quá ta lấy búa ta bỏ vào mặt. Đây là tôi đã tháo ra rồi. Dạ. Như cái loại máy này lắp trên ô tô, cho nên là cái bánh đà này là hắn là cái điểm ma sát luôn, và hắn cũng là một phần của cái bộ ly hợp này. Bộ ly hợp nó ăn vào đây. Ai mà học được ô tô ấy, ở đây tôi hướng dẫn về cái hộp số, về cái khung gầm, cái hệ thống quyền lực của khung gầm, biết là cái bánh đà này tác dụng như thế nào. Ta tiếp tục. Bây giờ ta tháo cái trục khuỷu. Để tháo cái trục khuỷu, các bạn nhìn đây, có bốn cái con ốc này ốp cái bộ phận đầu trục và cái phớt bánh đà ở đây. Ta phải tháo ra. Phần này là một phần ráp bánh đà, đầu trục ráp bánh đà, và đồng thời là có cái phớt chân dầu của bánh đà ở đây.
xong ta tháo mặt lên ra. Tùy theo từng máy mà ta có những máy ấy là thuộc cái dạng là xúc bắp đạn, à cái trục khuỷu đạn thì là ta không cần phải thao cái mặt này, nhưng mà tùy theo từng loại máy mà ta cần phải thao cái gì thì ta phải nhìn. Không lấy cái mặt này ra là không tháo được. Ở đây là có cái bơm dầu nhớt và cái phớt bánh đà, ta tháo ra ta để cẩn thận. Sau ta bắt đầu tháo cục khuỷu. Trước hết nới tất cả ốc ra. Thank you.
cái con ốc này gọi là ốc cổ tục dị. Đây các cái ốp cổ trúc tính này người ta chưa đánh dấu, cho nên mình phải đánh dấu lại. Thứ nhất là đánh dấu chiều, hai đánh dấu thứ tự. Số 1, đây số 2, tất cả các cái số ấy là đều ta đánh từ, từ bánh đà trở lại. Số 5 ta không cần đánh dấu. Thank you.
mặt này. Đây là cái phớt bánh đà. Bạn nhìn thấy cái phớt bánh đà. Các bạn chú ý ở đây có một cái cục trục mà người ta đặt cái khăn. Này, cái khăn này người ta gọi là cái khăn độc trục, nó không cho cái trục khỉu tê đi chơi. Khăn này mà bị lỏng là khi cái trục khỉu làm việc là chạy dọc trục là may sẽ không tốt. Đấy, thì hai cái căn này ta lấy ra không rơi mất. Có những cái may ấy là căn người ta để giữa, nhưng có những may căn người ta để hai bên, có thể bên này hoặc có thể bên kia. Nhưng thông thường cái may xăng của bốn may người ta để ở cái khu vực giữa. Đây người ta gọi là căn độc trục. Đấy, các bạn nhìn vừa mới thao xong thì ở đây tôi giới thiệu này. Đây là các cái cổ trục chính của trục khuỷu. Đây là các cái bạc pin, các cái lỗ này ấy, là đường dầu bôi trơn. Anh sẽ đi lên đây lên trục pin, và đi như thế nào thì khi nào mà dạy đến cái phần hệ thống bôi trơn ấy, là tôi sẽ giới thiệu cụ thể. Còn đây là xi lanh. Hiện nay bốn cái xi lanh, đây là loại xi lanh theo ý kiến. Đây là xi lanh ướt, tức là hệ thống bôi trơn mà nước cũng bao quanh xi lanh, ta gọi là xi lanh ướt. Xi lanh này có hai lớp, lớp đây là lớp vỏ, tức là phụ thuộc vào vỏ máy, còn cái lớp bên trong này chính là cái sơ mi của xi lanh. Cái này nếu mà có thay thế thì người ta đóng ra, người ta vàm ra để người ta thay thế cái xi lanh. Các bạn vừa xem tôi thao tác tháo cái hệ thống truyền của một cái máy.